Xin chào các bác nhá. Hôm nay thì Trăm Mô Tô thành phố Hải Dương xin trân trọng giới thiệu tới các bác xem cái mẫu xe Mazda 323. Chiếc này chưa đến 2000 nhé các bác nhá. Chiếc này đời 1998 và đăng ký là đầu năm 1999. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản về. Và đây là một chiếc xe bản đủ. Có túi khí này, có phanh ABS. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân chính chủ biển 37 các bác nhá. Bác nào mà đang quan tâm đến cái mẫu Mazda này thì các bác hãy xem kỹ qua video của em. Và các bác hãy alo trực tiếp cho bên em theo số điện thoại là số 093 8586 307 các bác nhá. Một chiếc xe có lốp sơn là màu bạc và biển số là 37. Chiếc xe này thì em mua của chính chủ luôn. Thực ra là cũng không phải mua đâu ạ. Người ta mang đến người ta đổi xe. Thì hôm nay em cũng cho tỉa sơn xong một số chỗ rồi. Thì quay lên để các bác nhà mình cùng xem về chiếc xe này. Chiếc xe số sàn máy 1.6 các bác nhá. Máy 1.6 rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Máy động cơ phun xăng điện tử rồi. Và đăng kiểm của chiếc xe này còn đến tháng 5 năm 2020. Còn rất là dài đúng không ạ? Và một dàn lốp thì còn khá là dày nhá. Phanh ABS 4 bánh và cũng có la group 4 bánh luôn. Sơn xi sạch sẽ. Trên chiếc xe này thì các bác mua về là sẵn dùng ngay đây nhá. Sẵn là đổ xăng là chạy thôi. Không phải làm gì trên chiếc xe này nữa. Rồi, mời các bác đến xem xe để được trực tiếp chạy thử cảm nhận. Địa chỉ xem xe tại số 156 Ngô Bệ, Phường Tân, thành phố Hải Dương. Rồi, mời các bác đến xem xe trực tiếp để được biết thêm thông tin cụ thể về chiếc xe này nhé. Rồi, có màn hình, có camera lùi và có cả camera hành trình luôn. Có cả cam hành trình luôn rồi các bác nhé. Rồi, thì em sẽ quay phần nội thất để các bác nhà mình cùng xem. Đây là cái phần hình thức bên ngoài của chiếc xe. Đấy, em quay qua phần nội thất để các bác nhà mình xem một chút nhá. Đấy, vô lăng 4 chấu các bác thấy đúng không ạ? Tích hợp túi khí ở giữa đây. Cái dòng bản thiếu thì nó vô lăng nó chỉ có 3 chấu thôi nhá. Còn chiếc xe này của em nó là bản đủ vô lăng 4 chấu và có túi khí ở giữa. Như những chiếc xe bản thiếu thì không có la lăng đúc này và không có phanh ABS và cũng không có túi khí đúng không ạ? Cái dòng này nó có hai phiên bản. Em thì cũng rất hay nhập cái dòng xe này về cho nên là em rất là rõ. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu mua dòng xe này thì các bác hãy xem thật kỹ qua video của em nhé. Và các bác hãy alo cho bên em để được tư vấn thêm. Tư vấn kỹ về chiếc xe này hơn. Và tất cả những chiếc xe bên em đang bán. Nhà em thì kinh doanh rất là nhiều dòng xe ô tô cũ. Giá từ vài chục triệu cho tới vài trăm triệu nhé. Đây, bãi xe đây rất là nhiều ạ. Rất là nhiều luôn nhé. Từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu. Máy dầu, máy xăng đều có cả nhé. 7 chỗ, 4 chỗ. Nhà em chủ yếu kinh doanh là xe 4 chỗ và 7 chỗ thôi. Chứ còn những dòng xe mà trên 10 chỗ là bên em không kinh doanh các bác nhá. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu mua những dòng xe ô tô cũ thì các bác hãy vào kênh của em để xem. Và các bác xem video thì cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật mỗi video mới nhất. Nếu các bác nào mà đang tìm mua ô tô cũ với cái tầm tiền như bên em thì các bác hãy đăng ký kênh bên em để được theo dõi nhá. Bây giờ thì em sẽ quay thật kỹ, thật chi tiết về chiếc xe này để các bác nhà mình cùng xem nhá. Đấy, chiếc xe Mazda 323 các bác nhé. Chiếc xe này là bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản về. Và đây là một chiếc xe bản đủ. Nó sẽ khác với những chiếc xe bản thiếu đúng không ạ? Bản thiếu thì nó sẽ rẻ tiền hơn. Vì nó sẽ nó không có đồ mà. Nó thiếu đồ cho nên là bên em sẽ bán rẻ hơn. Còn chiếc xe này bên em cũng bán quanh tầm khoảng 100 triệu các bác nhé. Các bác đang quan tâm đến mẫu này thì các bác hãy alo trực tiếp cho bên em để được tư vấn thật kỹ về xe. Ở bên em thì luôn luôn có nhân viên túc trực máy để nghe điện thoại. Lúc nào em bận thì bạn nhân viên sẽ nghe. Còn thì bình thường là thì em cũng hay nghe điện thoại. Các bác cứ alo cho bên em để được tư vấn nhé. Đấy, đây là cái hình thức bên ngoài, sơn cái lớp sơn bên ngoài nữa đúng không ạ? Na răng đúc 5 quả luôn nhá, chứ không phải 4 các bác nhá. Đây, một quả nữa đang để trong cốp, đang để trong cốp xe. Ở đây là cái hình thức bên ngoài sơn xi. Còn thì về chất lượng của chiếc xe này thì các bác yên tâm nhé, máy lổ rất là êm luôn, máy lổ cực chất luôn và côn số lái thì nhẹ nhàng. Đấy, điều hòa mát, đăng kiểm còn, thân vỏ là đảm bảo các bác luôn là xe không đâm đụng và không bị ngập nước. Và tiếp theo thì chiếc xe không bị han mọt các bác nhé, không bị han mọt gì đâu. Đây, em sẽ mở cửa ra và quay cho các bác sơ qua phần nội thất đúng không ạ? Còn đây là hiện tại thì em đang đi về cái phần đằng sau của chiếc xe cũng khá là gần và khá là chi tiết.
để các bác nhà mình cùng ngắm đúng không ạ. Đấy, camera lùi đây các bác nhá, camera lùi chân này còn có cả ở dưới nữa đúng không ạ. Đấy, một chiếc xe với giá tiền rất hợp lý. Đấy, các bác có thể là mua được chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản đây rồi. Đấy, một chiếc xe khá là lành và rất là tiết kiệm xăng, đặc biệt là cái phụ tùng đấy ạ, những cái phụ tùng thay thế rất là dễ và sửa chữa thì rất là đơn giản và rất là nhanh, thợ nào cũng có thể sửa được, nó không phức tạp như chiếc xe đời cao, không phức tạp như những chiếc xe Đức hay là chiếc xe Mỹ, xe Pháp, xe Anh đúng không ạ. Những chiếc xe Nhật Bản với xe Hàn Quốc thì bác biết rồi, sửa chữa đặc biệt những chiếc xe đời cũ này thì nó càng dễ sửa chữa hơn. Đây là răng đúc nha các bác nhá, ổn quả luôn. Và sơn xi rất là sạch bóng. Đây các bác có thể thấy đúng không ạ? Mặc dù là trời không nắng đúng không ạ? Trời không nắng, không có cái ánh nắng mặt trời nhưng mà nó vẫn đảm bảo các bác nhìn là nó vẫn có sự bóng đúng không ạ? Tiếp theo thì em sẽ mở nốt hai cánh bên đây ra và sẽ quay chi tiết cái phần nội thất bên trong của xe để các bác nhà mình cùng xem cùng ngắm nhá. Đây, nội thất bên trong của xe đây. Đây, một cái nội thất nhìn khá là sạch sẽ và nhìn nó cũng khá là mượt mà. Đấy, bây giờ thì em sẽ quay thật kỹ thật chi tiết từng phần một. Đấy, trước tiên thì sẽ quay tới các bác xem cái phần cánh đằng trên bên lái trước. Đấy, các bác cùng xem nhé. Đấy. Đấy, các bác xem đây. Cả đây, kính chỉnh điện này đúng không ạ? Đây hoàn toàn bốn cánh là cũng chỉnh hoàn toàn bằng điện nhé. Đấy, đây là cái tắp ni cánh đằng trên bên bên lái. Đấy, chiếc ghế này thì nó hơi sờn một vài chỗ thì cái đấy rất đơn giản thôi. Sau video này em sẽ cho đi có thể là bọc lại ghế, có thể là mình mua một cái bộ lót ghế bên ngoài đấy ạ, lót vào cũng rất là đơn giản thôi. Còn đây là vách cửa này. Đây ghế cái chỗ này nó hơi sờn một tí nhá, nó hơi sờn một tí này, chỗ này kiểu người ta cứ ra vào cọ quần vào đấy, cọ mông vào đấy ạ. Và đấy, hệ thống đèn của xe. Đây, vô lăng vừa em quay rồi, giờ em quay thêm để các bác nhà mình cùng xem nhé. Đấy, cái chữ SRS Ariba đúng không ạ? Và chủ xe trước thì cũng đã được may một cái tấm thảm 3D này được treo cái phần táp lô. Đấy, âm thanh hay nhá, âm thanh thì đầu đĩa thôi. Đấy, đầu đĩa bình thường và đã được gắn USB rồi. Và có những cái camera hành trình đây, đây các bác xem, một camera hành trình ở đây này. Còn đây một camera hành trình nữa nhá, hai camera hành trình. Đấy. Chủ xe trước rồi em thấy có vẻ là cũng khá là chịu chơi đúng không ạ. Còn đây là cái phần ghế của xe nhá, ghế là ghế xịn của xe đấy ạ, ghế xịn, ghế rất là xịn luôn nhá. Đây các bác xem này, ghế rất là xịn. Một bộ ghế da thì cũng còn tương đối đẹp, có mỗi cái ghế da lái đấy, ghế da mà đang ngồi đấy, đang người ngồi lái đấy thì nó hơi sờn cái phần trong một chút vừa em quay rồi đúng không ạ. Còn đây là củ số phanh tay, để các bác nhìn cùng xem nhá. Đã, em đang quay rất là gần, rất là kỹ, rất là chi tiết về cái phần nội thất bên trong của xe, các bác cùng xem. Đồng phần đấy là phần đồng hồ. Còn chiếc xe này là trần của nó vẫn là trần lý nguyên nhá, rất là đẹp. Nó chỉ bẩn bẩn phần ni lông thôi, cái này lau đi phát là sẽ sạch. Các bác có thể nhìn thấy trần lý vẫn đã đầu bọc ni lông rồi. Các bác mà tháo ni lông ra nó rất là sáng luôn. Tiếp theo thì em sẽ quay đến cái phần cánh đằng sau. Cánh đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, các bác nhà mình cùng xem nhá. Đấy, nội thất khá là tươi và khá là sạch sẽ. Đấy, táp đi cửa thì hoàn toàn bằng da. Đấy, hoàn toàn bằng da. Bằng da các bác nhá. Bằng da thì các bác biết là nó sẽ không bị bạc màu hay là không bị xước đúng không ạ? Nó tránh như những cái vấn đề như là xước hay là bạc màu. Không như là bằng nhựa đúng không các bác? Còn đây là hàng ghế đằng sau nhá. Cái khoang xe thì các bác có thể nhìn thấy nó khá là rộng. Và chiếc xe này thì chủ trước cũng được nốt hai tấm thảm trải sàn liền đúng không ạ? Trong đó thì các bác có thể nhìn thấy là sàn thì được bọc ra rồi. Chiếc xe giá nó cũng rất là vừa phải thôi cho các bác mua về đi gia đình. Hàng ghế đằng sau đây các bác nhá, hàng ghế đằng sau đây. Một bộ ghế da thì nó là hàng ghế da loại xịn đấy ạ. Nó chỉ là hơi cũ một chút thôi đúng không ạ? Đấy, các bác nhà mình nếu mà không thích bộ ghế da này thì các bác có thể là về mình may lại. Còn đây là phía đằng sau nhá. Hai loa nghe rất là hay luôn.
Thì cái bộ ghế da này nó cũng rơi tầm khoảng 1,5 triệu cho đến 2 triệu. Các bác có thể là may được cả một bộ ghế luôn, tùy theo màu các bác thích. Đúng không? Tùy theo màu, rất là nhiều màu để các bác lựa chọn nhé. Nếu các bác là đặt em thì em may cho hoặc là về tự may lấy được, rất là đơn giản thôi. May một bộ ghế da thì nó cũng chỉ mất tầm khoảng 1 ngày và cũng chỉ mất 1,5 triệu một bộ ghế da thôi, rất đơn giản đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ quay, em di chuyển sang bên phụ và quay lốt các bác xem hai cánh bên phụ và sâu và bên thêm bên trong nội thất của xe nhé. Các bác nhà mình đang quan tâm đến mẫu này thì các bác hãy xem thật kỹ qua video của em và hãy alo cho bên em để được tư vấn nhé. Em đọc lại số điện thoại nhé, số 0938586307, đó là số điện thoại hotline của bên em. Còn thì khi các bác muốn gặp trực tiếp em thì em sẽ có một cái số riêng nhé. Bây giờ thì em sẽ sang bên phụ và quay các bác xem từ bên phụ đi vào của chiếc xe đúng không ạ? Bên lái quay xong rồi, bây giờ quay bên phụ đi vào nữa cho các bác xem thật kỹ về chiếc xe bên em được bán đúng không ạ? Các bác cảm nhận thật kỹ nhé. Đặc biệt là bác nào ở xa, các bác ở xa thì các bác cần phải xem thật kỹ và chi tiết hơn. Đây là cái phần tắp đi cánh cửa đằng sau nhé. Đấy, các bác thấy này, nó rất là tươi luôn đúng không ạ? Cái phần tắp đi bình thường ra thì những chiếc xe khác thì thường thường được thiết kế bằng nhựa, nhưng mà chiếc xe này được thiết kế là bằng da, các bác có thể nhìn thấy đúng không ạ? Bốn kính lên điện là bốn cánh điện của xe lên xuống rất là nhẹ nhàng nhé. Đấy. Đấy, cửa đóng cũng khá là nhẹ nhàng đúng không ạ? So với lại tầm tiền thì đây là cái mẫu xe cũng rất là ok để các bác lựa chọn. Đặc biệt là chiếc xe rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn đúng không ạ? Hiện tại thì em đang đứng ở bên phụ và quay vào cái phần táp lô của chiếc xe. Thì các bác thấy đứng ở vị trí này thì các bác có thể thấy là cái táp lô nó hiện ra rất là rõ ràng. Đây, tổng thể cái táp lô nhìn rất là chi tiết luôn đúng không ạ? Em sẽ quay gần hơn để các bác xem nhé. Âm thanh của xe rất là hay, điều hòa mát. Đây, táp lô đây nhá. Em ấy cái này lên cho các bác nhìn nó được rõ hơn đúng không ạ? Đây là cái keo người ta dính cái phần ấy này, nó bật ra này. Đấy rồi, khá là chi tiết cái phần nội thất bên trong của xe rồi đúng không ạ? Nội ngoại thất em cũng đã quay. Bây giờ thì mời các bác xem đến phần khoang máy của xe nhé. Vẫn như thường lệ thôi đúng không ạ? Em quay nội ngoại thất này, xong rồi sau đó thì sẽ quay đến phần khoang máy. Lên. Các bác đợi em một chút nhé. Đây rồi, ok. Thì đây là chính là cái phần khoang máy của chiếc xe Mazda 323 nhé. Có cái động cơ là 1.6, máy phun xăng điện tử đúng không ạ? Đây các bác xem này, động cơ phun xăng điện tử. Nhiên liệu của chiếc xe này thì nó cũng rơi tầm khoảng 6 lít đến 7 lít trên 100 km nhé. Máy thì rất là khô ráo sạch sẽ, đặc biệt là máy của chiếc xe này lổ rất là êm luôn, lổ rất là êm luôn nhá. Đây tổng thể cái phần khoang máy của chiếc xe các bác cùng xem. Đây, cabo nhá. Đây, cabo nỉ chống nóng vẫn còn nguyên đúng không ạ? Rồi ok. Nhà em rất là nhiều xe nhá, mời các bác đến xem xe để được cảm nhận trực tiếp thực tế về những chiếc xe bên em đang bán. Còn đây, vừa rồi em cũng đã quay các bác xem chi tiết về chiếc xe Mazda 323 rồi. Các bác mà đang quan tâm thì các bác hãy xem thật kỹ và alo cho bên em để được biết thêm thông tin nhé. Các bác xem video thì hãy nhớ ủng hộ em với kênh bán hàng bên em nhé. Rất là nhiều xe để các bác đến xem và lựa chọn. Đây là bãi xe bên em đây, bên em có thể quay cho các bác xem thêm một số. Đấy, rồi ok. Cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ video của em. Thế em xin chân thành cảm ơn.